À, những ngôi nhà có phần tạm bợ và cô bác quý anh chị biết không, nó cao phải từ giá là hơn 2 mét. Vì cái ngôi nhà này á, khi mà nước lên á là nó phải cao lúc đầu. Mình sợ nhất là khi mà các đứa bé nó nhỏ được sinh ra mà nó bẩm xuống tới dưới này thì không biết là như thế nào. Ở trong cái xóm Hồi Kiều này á, cô bác quý anh chị, là có một cái bạn này có tật nè. Thì nghe nói là chồng bỏ rồi, bây giờ là phải một mình mẹ đơn thân nuôi 2 con như thế này nè. Các ngôi nhà ở đây được dựng bởi những cái miếng cao su, ở trên là chỉ có vài cái tấm tôn nhỏ nhỏ thôi, còn đa số là có những cái miếng cao su và nhà sàn. Trời. Ôi trời ơi. Ôi trời. Ôi các ngôi nhà phải cao vậy mà còn bị ngập. Ôi nước lên tới đây luôn hả? Trời ơi. Cao 2 mét thì cấp đứa bé là sao? Cái miếng này là cao su á hả? Cái xốp. Này mà mưa chắc mưa tạt hết luôn. Mưa tạt hết. Có bao giờ nó sập luôn. Ở đây có tiệm tạp hóa nữa kìa. Tạp hóa là có cắp cho mấy đứa nít thì cũng có gì ăn đâu. Cho lót sữa cho đứa bé đó đi. Có sữa không? Bánh 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 không có sữa. Không có sữa hả? Có bánh sữa không? Dạ, bên nhà đó. Dạ, bà nhiêu tuổi rồi? 81 rồi chú. Dạ hả? Có mình ơi. Dạ hả? Rồi nhà sao ông gãy cột? Ba cột này nước lên 3-4 năm nay cho nó ngắt. Đây nè chú coi anh xác nè. Dạ. Nước lên lúc tới đây nè. Tới đây luôn. Dạ. Dạ. Lột hột điều là ngày được nhiêu bà? Chú ơi, 6 ngày mới được 10 cái lô, 10 cái lô 50 bạc. Lúc đó là bà sống ở Campuchia luôn hả? Dạ. Là bà về đây lâu chưa? Về 2016 và chú tháng là 9 2016. À, đi xe về. Dạ. Dạ, bà về với ai? Tôi đi về có mình anh tôi thôi chú ơi. Lúc đó thì bà đi theo ba mẹ của mình lên đó hay sao bà? Mình hồi còn nhỏ đó, đợi ba tôi hả, đợi chào Tây á, ba tôi hả, đi bộ đội rồi chúng bắt đi Cung Đảo, rồi ra khỏi Cung Đảo ba tôi về trên miên ở trên luôn tới sanh đẻ tụi tôi chính trên. Là bà năm nay là 81 tuổi. Dạ. Ông già tử trận hồi năm Thìn mà biết bao nhiêu cả hơn trăm năm rồi. Bệnh rồi hả, lật 5-6 bữa gầy mà mới có ba đùm như vậy hả. Dạ. Nó quá nhức đầu tôi đi rồi làm thế đi rồi nó rung quá rung rồi không dám lật lông. Dạ. Nó chóng mặt quá chú ơi. Ờ. Đập bằng đêm tới 9-10 giờ chứ không phải dám lật mà nói ngầu chơi đâu ha. Dạ. Quá khổ đi chú ơi. À, những ngôi nhà có phần tạm bợ và cô bác quý anh chị biết không, nó cao phải từ giá là hơn 2 mét. Vì cái ngôi nhà này á, khi mà nước lên á là nó phải cao lúc đầu. Mình sợ nhất là khi mà các đứa bé nó nhỏ được sinh ra mà nó bẩm xuống tới dưới này thì không biết là như thế nào. Rất là khó khăn cô bác quý anh chị. Không ngờ là lại đây lại gặp được một người thân, mà nếu như mà cô bác quý anh chị xem vừa hồ thì chắc có thể là biết được cô chú này. Cô nhớ con không? Nhớ. À, con tên gì? Cái gì? Phong Bụi. Bà lên đây lâu chưa? Cô lên đây lâu chưa? Cho con đeo này cái. Qua đây đâu cũng cả hai tuần nay ổng bệnh quá rồi tôi cũng không có tiền lo, rồi bán ghe rồi lo tổng hết tiền. Bán ghe bán ghe ở An Giang luôn hả? Bán nhiều? Trời ơi, bán được có 8 triệu bạc rồi lo thuốc men tổng hết tiền luôn. Rồi bây giờ con đi chú qua đây đi chú. Rồi giờ con rước qua đây nè, rồi giờ cũng đâu có đi mằng gì nổi nữa đâu. Trời ơi. Rồi tôi cũng bệnh, rồi ông cũng bệnh, đâu có mang gì được. Không ngờ là đây gặp cô chú tại chỗ này, con bất ngờ.
hồi chú đi ra là tôi thấy rồi mà tôi không dám kêu, tại vì đang quay đó. Cô này là cô bác của chị biết hồi đó là mà Bùi Hồ mua mấy con cá chép á, cô hứa với Bùi Hồ là bỏ ngày thì bỏ thiệt, rồi bỏ chỗ đi ở luôn. Bỏ thiệt, qua đau rồi con cũng không có tiền. Con cô ở đây hả? Con gái ở đây là con gái. Rồi bé gì, bé Lon gì đâu? Bé mà ba mẹ bị ở Campuchia á, bị mẹ ở Campuchia. À, lúc ở bên còn ở An Giang hả? Còn lúc ở bên Long Xuyên dạ, hả? Dạ. Nó cũng đi rồi, nó không có mặn gì được thì nó cũng đi rồi, mà không biết đi về đâu. Chú bây giờ bệnh gì? Bệnh xỉn của ông đó. Bệnh xỉn còn hả? Ừ. Bây giờ đâu có làm gì được thôi chứ. Có mặn gì đâu được nữa đâu. Con về đây con làm. Thì tôi thì cái bệnh tiểu đường đó cũng có mặn gì nổi. Trời ơi. Cô chú này là sống ở ngay tại Long Xuyên An Giang gần với lại Viên Campuchia cô bác anh chị. À, lúc đó Duyên có ghé cô nữa. À. À, bây giờ về đây. Trời ơi. Giờ con về đây. Về đây mấy tháng rồi cô chú? Mơ cái gì là 2 tuần rồi. Chưa được 2 tuần nữa. Còn mấy ngày nữa mới được 2 tuần. Rồi ghe rồi bán lại có 8 triệu thôi. Bán có 8 triệu bạc, lo thuốc, lo men cho ổng. Giờ tôi, ổng đau gì rồi tôi đâu có chịu nổi. Bây giờ hơi đỡ rồi nè, bởi nó là không ngồi nổi mà không gì nổi luôn. Giờ đây thì cô chú làm cái công việc gì? Có mặn nghiệp gì giờ con kêu gì ở đây thì về đây. Bữa này em coi đi mặn mướn hay mướn. Dạ, đúng rồi, đâu ai mướn nữa đâu. Cô là bao nhiêu rồi? 70 rồi. Còn chú? Thì ổng cũng 70. Chú mặt bữa nay chú bữa nay thằng sắc mắt quá. Xanh mà xanh đỏ nha. Mấy bữa nay ổng. Chú lên giỏng nằm đi để thôi mệt á, con sợ mệt á. Mở cái bồn thuốc giỏng cái sầu. Chú là cô lên đây bằng xe hả? Xe tải chở rồi. Trời ơi, cứ lên đên hết ở trên sóng Việt Kiều rồi về lại Long Xuyên rồi qua bên đây cứ long đong vậy đó. Bây giờ là từng tuổi này đã già rồi mà không có làm được cái công việc gì nữa, chỉ qua sống đây nhờ giờ. con giờ thì qua đây nuôi ở với con vậy đó. Qua đây ở với con nhưng cái nhà cũng chưa có ở. Đi mặn với ai mướn đâu. Ừ, con này sống lớp tuổi con này. Thôi cô chú giữ gìn sức khỏe, có nhà khi nào con có dịp con sẽ quay trở lại ha. Con qua nhà bạn ba trong cái xóm người Kiều này ở cô bác của chị là có một cái bạn này có tật nè. Thì nghe nói là chồng bỏ rồi, bây giờ là phải một mình mẹ đơn thân nuôi hai con như thế này nè. Thấy khổ ghê không? Chào em nha. Ôi, cái nhà ở đây nó cao quá. Không sao. Không sao. Em tên gì? Dạ, Nguyễn Thị Cơ. Cơ hả? Dạ. Nghe nói cái chân của em có tật hả? Dạ đúng rồi. Có chân tật sao? Dạ, có tật như vậy nè. Em bị cái bên giò này thôi, còn cái giò này không có. Ừ, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 24 tuổi. 24 tuổi rồi hả? Dạ. Cơ ngồi xuống đi. Hai bạn này là bao nhiêu hết tuổi hết rồi? Dạ, bé này 5 tuổi, con bé đó 2 tuổi. 2 tuổi? Dạ, bé này 5 tuổi. Ông xã em đâu? Ông xã em đi làm ở Chính Miên á, giờ bị bắt ở trển rồi, giờ kêu gán làm cũng thời gian khoảng nửa năm nữa mới trừ hết đó rồi xong mới được về. Ừ. Dạ. Rồi người ta đòi phạt nhiêu? Đòi phạt cứ cũng cỡ trên 100 triệu đó, rồi cũng không có tiền nữa, giờ kêu gán năn nỉ cũng gán làm ở lại nữa rồi xong mới được về. Em trước đây là sống ở bên Cam luôn? Cũng ít, em ít ở sống bên Cam lắm, giờ em về đây rồi ở đây luôn. Chồng em bị bắt lâu chưa? Dạ mới đi đây chưa được từng nữa là bị bắt rồi. Ừ, hiện nay em làm cái công việc là dạ nạo hột điều. Nạo hột điều để nuôi con nè. Dạ hả? Dạ. Ngày nạo được nhiêu? Ngày đêm không được 5 kg. 5 kg là được nhiêu tiền? Dạ cũng 30. 30 ngàn. Dạ. Đủ tiền cho bé uống sữa rồi không? Bé thì khi ít có đồ uống sữa lắm, chỉ là có tốn tiền đồ ăn thì cũng có. Dạ hả? Ngày dạ. Là mình sinh hoạt gia đình là mình tốn bao nhiêu tiền? Thì có bữa thì sinh hoạt thì tốn 30 ngày có, vì ăn được buổi tới chiều kia nọ cũng tốn thêm 20-30 có. Trời cái chặt. Ngày cũng vô 70 ngàn, không đủ tiền ăn. Ừ. Dạ. Mà làm cái công việc này để nuôi hai bé thôi. Dạ đúng rồi. Rồi tiền sữa rồi tiền tả nữa. Tả thì bé thì không có mặt tả, chỉ là mặt không như hoài nó ngủ như thôi chứ không có mặt tả ban đêm. Ừ. Dạ.
Chồng em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 25. Lên đó cũng đánh bắt cá thôi. Đi, dạ không, đâu có bắt cá đâu, đi bấm máy tính á, vì thấy không giấy không tờ đó rồi bị bắt là ở lại luôn. Kêu ráng làm thời gian đi rồi xong mới cho về được. Rồi bây giờ gia đình của mình có gặp khó khăn gì không? Dạ cũng có. Có gì nói nghe không? Dạ. Thì giờ em cũng gần tới tiền điện này kia nọ nên em lo không nổi. Rồi em muốn anh giúp cho em được cái xe nào em đi bán cho xuống. Xe đạp hay sao? Dạ, em không biết chạy xe đạp, cái xe ba bánh này kia nọ đó. À, chiếc xe giống như xe lăn điện đúng không? Dạ đúng rồi. Để đi bán vé số đúng không? Ừ, đi bán vé số hằng ngày mới đủ sống, cho lặt mấy này không có đủ sống. À, em có biết chiếc xe đó là khoảng bao nhiêu tiền không? Dạ em cũng không biết nữa, em thấy thường người ta chạy hoài, em cũng dám ngồi đòi hỏi xin kia nọ. Ừ. Rồi anh sẽ cố gắng có thể ha. Dạ. Và nếu như anh có quay trở lại đây thì anh sẽ hỗ trợ xe điện cho em. Dạ. Anh cũng chưa biết cái giá tiền của chiếc xe đó là bao nhiêu nữa, chỉ mong là bán với số thôi đúng không? Dạ. Ước mơ chỉ được bán với số thì cuộc sống thôi. Ừ. Còn bán không được nữa thì lặt hột điều kia nọ kiếm sống qua ngày. Ừ. Ở đây thì sinh hoạt sao? Điện nước thì sao? Dạ điện nước hiện tháng 200. Ừ. Tới giờ cũng gần tới tháng rồi, cũng phải gắng làm một điều kia nọ, mót dành dụm lại tiền, nhịn ăn nhịn uống đó, rồi mót lại thì đi đóng tiền điện. Hai bé bệnh hoạn hay sao? Dạ thì phải kêu điện cho người nhà ở bệnh đó thì chuyển tiền qua cũng được mớ đó, rồi mua thuốc thì kia nọ cho uống. Ừ. Đây thì sống cũng khó. Trời ơi, mọi cảnh mọi khác hả cô bác anh chị? Hôm nay thì đến đây thì chung quy mình thấy là cô chú về đây á, tá túc một cách rất là tạm bợ. Mong sao thì thời gian sau á sẽ có cuộc sống nó sẽ đổi khác hơn. Chứ bây giờ thì buổi hộ đến đây thì cũng không biết hỗ trợ như thế nào. Tại vì gần 200 hộ thì rất là nhiều nhân khẩu, mà hỗ trợ thì không thể nào được. Mà nếu như hỗ trợ cũng phải thông qua chính quyền. Hộp điều đó là em lật ký là chỉ có 5.000 thôi. Dạ ký 6.000. 6.000 đặt. Dạ. Từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ em nhiều khi thì em không có buồn ngủ á thì em lật khi có 2-3 giờ sáng vẫn có. Uh-huh. Dạ mấy bữa gài thì em ngủ sớm ngày cứ được có 2-3 ký hộp điều có một buổi. Uh-huh. Dạ gần tới giờ cơm nước cho con cái ăn kia nọ cũng phải đi kiếm cho nó ăn uống vậy thôi. Tới 2-3 giờ sáng luôn. Dạ lặt nhiều khi hàng xóm đi la quá trời kêu vô ngủ đi làm gì lặt hoài. 6.000 ký rồi tốn tiền điện tiền quạt nữa rồi đủ vô đó luôn hết 3.000 rồi. Hơi tháng như kia nọ không gom tiền hột điều đi đóng không cũng hết, cũng nhịn ăn nhịn uống lại hàng ngày luôn. Ở nhà đâu có sữa sùng gì cho các bé hả? Dạ không, bé thì không có uống sữa, chỉ ăn cơm vậy thôi. Gặp yeah. Chiếc nào cũng đòi ăn hết, than con hoài không tiền kia nọ thì đừng có đòi ăn. Thôi thì hôm nay anh đến đây gặp em, cũng may mắn gặp em để chia sẻ về cái cuộc sống của mình cũng như là những cái hộ cô chú ở đây. Yeah. Thì anh sẽ có thể là anh sẽ quay trở lại khi mà thông qua chính quyền địa phương ở đây ha. Yeah. Còn bây giờ thôi anh chào em ha. Yeah, cố gắng nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe đây nuôi các bé nha. Yeah. Rồi anh chào em. Dạ yeah, chào anh. Lấy cho em 2 lốc sữa. Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ lấy 2 lốc sữa mua cho 2 bé. Bao nhiêu tiền ạ? 2 lốc 8 cộng. Rồi. Mỗi một lốc như thế này có 40.000 thôi, 2 lốc là 80. Ở đây có tiệm tạp hóa mini. Lý do là Bùi Hồ sợ cho tiền thì các bé nó sẽ theo. Chị ơi, đây. Cảm ơn anh. Rồi. Em mua sữa cho nó mấy bé uống đi ha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ dạ. Dạ.